Xin chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Digitoken.com này. Đây là cái trang của cái DEW, Digital Identification Quadlet. Đây là cái nội dung content của cái dự án DEW này và cập nhật mới nhất 3 tháng 5 2018. Thì DEW có cái kế hoạch rồi giải quyết tất cả các vấn đề nêu. Với cái sự ra đời của toàn cầu của mình thì blockchain dựa trên cái mạng phân cấp hoàn chỉnh và sinh thái tiền tệ của riêng mình. Thì đây kép đối với an ninh và khả năng tiếp cận của một môi trường tập trung vào một cái mạng lưới phân cấp giải pháp. Thì ở đây có những cái tầm nhìn bảo vệ và những cái thông tin chi tiết các bạn xem. Với những giải pháp đi kèm với đây kép về cái sở hạ tầng. Thì đây với cái viết tắt là Wallet, Digital kỹ thuật số Wallet. Không có một cách nào mô tả chính xác những gì mà đây với kép này. Ý tưởng là sau đó cái vô biên trí tưởng tượng của chúng tôi là giới hạn. Và cái dự án này sẽ mở rộng theo thời gian. Và dự án đây với kép này là một cái cơ sở hạ tầng xác định và phân cấp mang tính cách mạng cho phép chủ tài khoản đăng ký các cá nhân tổ chức để an toàn tạo hồ sơ xác định quyền của họ và cung cấp khả năng lưu trữ truy cập và chuyển đổi dữ liệu mã hóa nhạy cảm. Thì dự án này sử dụng cái đồng hồ blockchain và cái Atomic Smart Contract dựa trên cái token ERC20 của Ethereum. Tiện ích thẻ sẽ giới thiệu phương pháp ưa thích cho cái thanh toán trong cái toàn bộ đoạn DEW này. Thì người nắm giữ có thể sử dụng các thẻ tất cả hoạt động và giao dịch hàng ngày của họ như cái một trao đổi dịch vụ sản phẩm. Lợi ích đảm bảo của cộng đồng khi tập trung DEW là hiệu quả quy trình giao dịch nhanh chóng và hiệu quả chi phí, toàn bộ sự tự do để giao dịch thông qua cái bất kỳ hình thức tiền tệ nào. Kỹ số hoặc fiat truy cập duy nhất để một người vô tận truy cập và hỗ trợ được cung cấp bởi một cái cộng đồng lớn toàn cầu an toàn P2P giao thức cho cái việc phân phối và lượng nhạy cảm an toàn tuyệt đối cho cái chủ thẻ tài khoản thông qua cái việc sử dụng một cái phí phần cứng tất cả đều được truy cập dễ dàng thông qua cái với kép cơ sở tầng và tương tác nền tảng bằng cách đơn giản tạo ra một cái tài khoản ở đây. Vì DEW nền tảng cơ bản gồm việc chuẩn bị các mạng lưới phân cấp mà dần dần sẽ lưu trữ và bảo vệ các chức năng của họ khi đang làm việc này. Thì công tác chuẩn bị bao gồm cái thiết kế phát triển một phần cứng Wallet DEW và những cái tiếp cận thiết bị kỹ thuật số bao gồm máy tính bảng và điện thoại di động. Thì ở đây có cái Wallet thì họ sẽ mở tài khoản của họ và cung cấp những cho họ những cái bảo vệ bổ sung và chủ tài khoản DEW không bao giờ sử dụng cái chiếc ví phần cứng và tài khoản gọi trước khi khả năng cung cấp bất kỳ cái xét thấy cần thiết và bất kỳ khi nào để bảo vệ tối đa sự cần thiết. Đây là cái giao diện của DEW. Thì đây phân cấp thị trường ở đây với những cái giải quyết tiến bộ thì chúng tôi chỉ phần phát triển kế hoạch nên làm đoạn như bị bảo mật kế vào kỹ thuật số cổng thanh toán cho crypto và fiat tiền tệ DEW toàn cầu một và phong tỏa phép y tế. Đây là cái mật bảo mật của cái phần digital vào ở đây thì nền tảng cho phép chủ tài khoản của mình để chia sẻ cái an toàn dữ liệu của họ phần hoặc tài bộ dân chúng. Về phần lưu trữ thì mục đích là triển khai mạng dựa trên các thức P2P để phân phối dữ liệu mà sẽ được cụ thể hóa bằng cách sử dụng các nhà đầu tư lưu trữ DEW phê duyệt và truyền dữ liệu. Thì ở đây có thể truyền cách an toàn chia sẻ một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc chứa trong cái wallet này xác định cái kiểu số của họ với khách hàng KIC hay là nhà cung cấp KIS trên DEW. Thì ở đây có những cái kỹ thuật số an toàn như thỏa thuận bảo mật, thời gian truy cập, lựa chọn các thuật số mà chủ thẻ tài khoản được nhắc nhở đề cập thông tin cá nhân của họ theo yêu cầu bên nhận. Thì còn thanh toán crypto và fiat thì ở đây nó cho phép người mua để đăng nhập thông qua tài khoản DEW của họ trên trang web hoặc thanh toán mà không cần phải tạo một cái tài khoản bổ sung hoặc cung cấp bất kỳ ai cho chi tiết trang web mà họ bán những thông tin địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, chi tiết liên lạc thanh toán sẽ được cung cấp và đảm bảo trên mạng DEW tạm thời để kiểm tra này. Đó là cái giao diện của cái này. Đây là cách hiệu quả nhất, an toàn và chi phí nhất để dành cho cái cryptocurrency của bạn trong cái cuộc sống hàng ngày này. Về cái DEW toàn cầu danh mục thì ở đây xuất hiện chủ sở hữu, sau đó cái nền kê dịch vụ của họ trong cái DEW toàn cầu của Dictionary. Ưu điểm thêm cung cấp bởi cái thư mục DEW tính minh bạch, đảm bảo công nghệ blockchain. Chủ doanh nghiệp sẽ có thể trước khi chọn này mà không được chấp nhận cái giao dịch dựa trên cái đánh giá số kiểm số tiết thiệu của chủ DEW. Người DEW có thể sắp xếp các doanh nghiệp đăng ký niêm yết trên cái mục toàn cầu dựa trên cái số điểm đánh giá của họ
và vào cái người DVK có thể thêm tùy chọn sử dụng cái dịch vụ ký quỹ đảm bảo DVK thêm khi bắt đầu cái giao dịch mới. Thì với cái global mục DVK trên vấn đề này thì họ sẽ đủ điều trong quá khứ ở chỗ này và đã thanh toán ký quỹ của mình với cái việc trả phù hợp cho việc trao đổi ký quỹ dữ liệu kỹ thuật số nơi giao dịch để được kiểm soát hoàn toàn về cái hợp đồng thông minh. Đây là tầm nhìn hồ sơ y tế điện tử của họ để tầm nhìn của DVK sau khi thành công hoàn toàn thành 4 giai đoạn đề cập trước đó và căn cứ vào các ký quỹ có sẵn. Thì cuối cùng họ bao gồm các y tế tốt nhất bởi vì an toàn xác nhận và cập nhật hồ sơ median liên quan và tiết kiệm theo dõi chuyển nhượng cung cấp truy cập đến các hồ sơ y tế điện tử được mã hóa EHR sử dụng cái mạng blockchain phân phối phân cấp an toàn. Thì EHR sẽ truy cập bằng cách cho bệnh nhân thông qua cái nền tảng y để với kép giờ cái chủ khoản của nó. Thì làm nào để nó hoạt động thì cái người giữ đây kép này có thể là một bệnh nhân hoặc một cái chuyên viên y tế sẽ có thể lưu trữ cập nhật vận chuyển hồ sơ sức khỏe nhạy cảm bằng cách sử dụng các mô đun y tế đây kép trên nền tảng đây kép và tất cả những người dùng EHR sẽ ở mọi lúc được đánh giá mã hóa bảo mật và tư nhân lưu trữ cái mạng blockchain này. Thì cái EHR này sẽ chuyển từ các chuyên gia y tế cho bệnh nhân và chuyển từ bệnh nhân đến cái y tế chuyên nghiệp. Các tính năng độc đáo của DVKF Powered by Blockchain thì dưới đây là những cái có thể phân tích về yếu tố cốt lõi của DVKF với những cái vai trò mục đích và tính năng của họ. Thì DVKF độc đáo đảm bảo cái dịch vụ của họ cho thực tế với cái mạng tuổi thọ và sự chấp nhận tính bền vững bằng cách thêm giá trị an ninh cho cái cuộc sống hàng ngày cung cấp đảm bảo sự cho tương lai với những cái chức năng cửa hàng duy trì cập nhật dữ liệu nhạy cảm trên cái mạng lưới phân cấp bảo vệ dữ liệu quan trọng trong như cái giao dịch bất cứ lúc nào cung cấp đáng tin cậy hàng hóa mua bán có thể nhiều hơn nữa và thực hiện một cái loại thay thế cho cuộc sống thoải mái ở một cái nhà cá nhân từ một loại thời điểm thích hợp với tiền tệ có thể nhiều hơn và được chấp nhận một cách dễ dàng với cái đem lại lợi nhuận duy nhất cho những đúng người. Các trong ghép được thiết kế được sự phân cấp để mọi người cùng tham gia một cách tên miền riêng có thể máy chủ riêng. Thì ở đó chúng tôi có cái tình huống mà dữ liệu cá nhân để được chốt các silo đề xuất sau đó mang lại những ý tưởng trong web phi tập trung để mang lại cái sức mạnh cho người dân. Thì chúng ta có thể có cái mạng xã hội bằng cách chỉ cần chương trình chúng ta sẽ sử dụng công nghệ web nhưng chúng ta sẽ có thể sử dụng nó theo cách mà chúng ta tách các ứng dụng và bạn sử dụng trong dữ liệu và bạn sử dụng cái ông Sitzheimer phát minh ra cái One Web của WWW hệ sinh thái này bao gồm 1 tỷ đầu thẻ và chúng tôi phát hành và thông báo được viết tắt là DVKF với các hình con thoi. Đây là giá trị và bị ảnh hưởng bởi những điều lưu trữ còn dịch vụ ký quỹ crypto thanh toán hay tiền tệ. Thì ở đây có tính năng độc đáo của cryptocurrency với điều khoản token risk với cân phối 70% dành cho ICO 15% dành cho những nhà sáng lập cái dự án này 15% cố vấn và đội nhóm đối tác 2% dành cho thưởng và 8% dành cho đối tác trong tương lai. Token số thì ở trong này có những cái trong chia nhỏ hơn về chính xác về cái tổng cái số thẻ 1 tỷ này thì cái ở đây nó được chấp nhận trong ICO Ground 0,05 Ethereum cái tối thiểu được chấp nhận. Thì cái giai đoạn bonus trong các giai đoạn ở đây thì từ mùng 3 tháng 5 đến mùng 10 tháng 5 đã kết thúc thì 1 Ethereum tương đương với 10.500 DVKF token. Giai đoạn 2 từ mùng 10 tháng 5 đến 17 tháng 5 đã kết thúc với 1 Ethereum bằng 9.500 token. Giai đoạn 3 bắt đang triển khai 17 tháng 5 đến 24 tháng 5. 1 Ethereum là có 8.500 cái token. Giai đoạn 4 là từ 24 tháng 5 đến 31 tháng 5 có 8.000 token. Với cái mức cứng tương đương với 28 triệu USD Ethereum. Và những cái trước ICO là 80 triệu token, giờ đó chỉ 120 triệu token có sẵn với mức giá thấp nhất khi ICO bắt đầu. Thì đây một DVKF mã tiện ích hoặc một cái an ninh với cái sự minh bạch và không có đại diện cổ phần cho công ty DVKF quyền sở của nó thực thể. Phân bổ tài chính thì ở đây sử dụng quỹ với 60% được dự trữ cho cái thiết kế dự án và 15% được phân bổ cho bán hàng tiếp thị quản lý cộng đồng 5% tư vấn chi phí quản lý 5% cho chi phí và hành chính 10% cho chi phí hoạt động bao gồm thuê văn phòng thiết bị máy chủ 5% cho đối với cái quỹ dự phòng. Ở đây có kết hợp mã hiệu quả với công nghệ blockchain và ở đây có cái chuyển chi phí thấp nhanh chuyển và đang xử lý hơn 1 triệu giao dịch.
Ở đây thì có cái chi phí pháp chính sách pháp lý và báo cáo rủi ro. Các bạn có thể tham khảo ở đây với những cái khu vực cấm. Thì trên đây là cái review phân tích đánh giá của mình về cái giấy trắng white paper DVK token. Các bạn có thể lên trang web mà chính thức của cái dự án này để tham khảo thêm, hoặc qua các trang mạng truyền thông Facebook, Twitter, Telegram, YouTube để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.